Xin chào tất cả mọi người. Phước Sử và Ngọc Ảnh đang lạc vào một xứ sở hoa tuyết rất là đẹp, Ngọc Ảnh ạ. Một những cái bông, trong những cái bông hoa mà màu trắng và Ảnh thấy có mùi thơm rất là thơm, mà một cái thơm nhẹ nhàng luôn đó Sử ha. Ngọc Ảnh thử xem đây, trời rất là nhiều hoa. Mặc dù đây là mùa hè ít nước nhưng mà hoa gọi là trăm hoa đua sắc luôn, đua sắc luôn ạ. Vậy hả? Thì Sử có thể cho Ảnh biết một số cái thông tin về dự án GS và khi mình ở đây thì mình được những cái tiện ích như thế nào không? Cái tiện ích đầu tiên mà mọi người đang thấy đó là tiện ích về công viên. Ở đây thì có 4 công viên với 4 chủ đề khác nhau. Xuân, hạ, thu, đông, mỗi công viên thì sẽ có một màu hoa, màu sắc hoa và có những loại cây thấp tầng và cao tầng khác nhau, tạo nên một cái công viên đầy màu sắc tại dự án này. Thật là tuyệt vời. Anh để ý thấy là ở phía bên tay trái anh á, là cái công viên dọc bờ sông rất là dài luôn. Chứ đây là những cái công viên nhỏ nhỏ rồi, anh nãy giờ anh đi vào dự án anh phải thấy tới hơn 10 cái công viên lớn nhỏ khác nhau đó Sửu ạ. Còn 4 cái công viên chủ đề là 4 cái công viên lớn đúng không? Chính xác. Ngoài 4 công viên lớn thì có 3 clubhouse. Trong một phân khu rất là nhỏ là 17,5 hectare nhưng có 3 clubhouse lớn, và trong clubhouse là có hồ bơi, phòng tập gym, sân tennis và có một cái hầm rượu dưới đất luôn, Ngọc Ảnh ạ. Vậy lát nữa mình sẽ đi vào clubhouse để mình coi xem là có những cái hồ bơi hay là những cái tiện ích để cư dân có thể sử dụng ha. Ngọc Ảnh ơi, Ngọc Ảnh nhìn thấy ở đây thì cây xanh rất là tươi mát vô, và hiện tại thì ở đây có rất là nhiều loại hoa nè, và những cái cây thấp tầng cao tầng làm cho cái khu vực này trở nên xanh mát, và có một cái Ngọc Ảnh có cảm giác như là ở đây có những cái luồng gió cực kỳ tự nhiên mang những cái nước hơi mát từ những dòng sông vào hay không? Đúng rồi, tại vì hiện tại bây giờ dự án mới đưa vào hoạt động thôi nên là cây nó vẫn còn nhỏ, nhưng mà anh đã thấy cái sự mà gọi là anh đã thấy vào đây không khí nó không có bị nóng bức. Nếu mà cái bên mình mà khoảng tầm 2-3 năm nữa chắc là những cái cây này đã phát triển rồi và tất cả mọi thứ đi vào hoạt động, thì không biết cái chỗ này chắc là một cái nơi rất là tuyệt vời. Đúng rồi Ngọc Ảnh ạ, nói về một cái không gian sống tuyệt vời như vậy nhưng mà mọi người đừng quên là cái khu này hiện tại có một mức giá cực kỳ hấp dẫn, thấp nhất tại Nhà Bè. Một khu đô thị chuẩn chỉnh nhưng mà mức giá gọi là giống như khá thấp để cho quý anh chị có thể đầu tư được. Đúng rồi, thì chúng ta cứ nhìn vào những cái câu chuyện trước đây. Thì trước đây Sửu có biết là cách đây khoảng mấy năm về trước đó, thì Phú Mỹ Hưng là một trong những cái khu đô thị mà gọi là ở khu Nhà Bè, gọi là mới, khu đô thị mới đó. Thì Sửu có biết một số cái mức giá trước kia và bây giờ ở Phú Mỹ Hưng thì có gì khác nhau và tăng trưởng như thế nào không? Đúng rồi, cách đây khoảng 5 năm Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị chuẩn chỉnh, đối với Nhà Bè là một khu đô thị gọi là đầm lầy, chưa có phát triển toàn là nhiều nước. Nhưng mà khi dự án Zaget Nhà Bè này về thì biến cái mức giá tầm khoảng từ 3 đến 40 triệu một mét vuông là bây giờ cái mức giá là tầm khoảng hơn 100 triệu một mét vuông đối với những cái dãy nhà mà Phước Sử và Ngọc Ảnh đang đứng. Nhưng mà mức giá này so với mức giá của Phú Mỹ Hưng và những khu đô thị trung tâm quận 7 như Him Lam thì chỉ bằng 1/3 thôi Ngọc Ảnh ạ. Giá còn rất là rẻ nhưng mà những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp này. Phía bên tay phải của Phước Sửu và Ngọc Ảnh đang đứng là một clubhouse cực kỳ đẹp và có những cái công viên ngọn đồi đó Ngọc Ảnh. Thì ở đây thì giúp cho là thư giãn đầu óc, và ở đây những cái tiện ích như và Phước Sửu và Ngọc Ảnh đang trao đổi là có 102 và trẻ em được phát triển tuyệt vời về cái thể chất và những cái tâm hồn khi mà mình sống tại nơi đây. Theo anh được biết thì ở đây mình có riêng một cái phân khu dành cho về giáo dục đúng không Sửu ha? Đúng rồi, phân khu đó là phân khu Zai Edu County. Nhưng phân khu này thì hiện tại đang có một cái trường đại học rất là lớn là Đại học Chadwick đã đưa vào gọi là xây dựng, thì sắp tới cấp 1, 2, 3 tại đây và một cái trường quốc tế học tại Việt Nam như cấp bằng nước ngoài. Vậy thì là một cái nơi rất là đáng sống luôn. Quý vị anh và anh chị như vừa đã theo dõi ha, Ảnh và Sửu có nói ha về cái tiện ích và những cái lợi mà khi mà chúng ta sở hữu một căn nhà ở đây. Quý vị và anh chị có nhu cầu về căn hộ ở đây thì ở GS Nhà Bè thì hãy follow kênh của tụi mình và comment Zalo hay là Viber cho tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.